Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Quang vừa tổ chức hội thảo phát triển kinh tế hộ hướng đến liên kết trong sản xuất kinh doanh. Huyện Vũ Quang hiện có 1.250 mô hình kinh tế, 155 tổ hợp tác, 45 hợp tác xã, 100 doanh nghiệp, có 13 sản phẩm ô cốp 3 sao. Trong đó có 4 hợp tác xã, 45 tổ hợp tác, 4 sản phẩm ô cốp do phụ nữ thành lập, làm chủ và tham gia quản lý. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn, nguyên nhân hạn chế sự phát triển của các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, đồng thời chia sẻ định hướng các giải pháp để phát triển kinh tế hộ, sản xuất nhiều sản phẩm, đưa lại lợi nhuận, xây dựng thương hiệu uy tín của hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ, các giải pháp xây dựng và phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương phù hợp với phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ, tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm, ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy liên kết tạo đầu ra ổn định. Tại hội thảo, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Quang đã trao một giải nhất, một giải nhì và ba giải ba cho các chủ sản phẩm tham gia cuộc thi giới thiệu sản phẩm thông qua video clip do hội tổ chức.